Chào anh em, hôm nay Trung sẽ giới thiệu cho mọi người một loại kem, đó là kem nổ. Thì để và gài vào loại kem nổ này thì thông thường là nó xuất phát từ cái thế kem chuẩn, thế nhịp 1, đẩy một mũi. Thì với khi mà vào thế đẩy một mũi thì người ta sẽ xài áp phê thuận, người ta sẽ đánh mỏng trái 1 để cho đẩy trái 1 vào sát băng. Và khi mà áp phê 1 thì bi mình sẽ nằm thẳng đứng với bi 1 và tạo ra một thế nổ bi. Với cái thế kem nổ này thì cái quan trọng nhất là mình thay đổi, thường là mình sẽ để cao cơ hoặc là mình chỉ để khoảng trên tâm bi một xíu thôi, và mình sẽ đánh thẳng vào bi 1 và nó nổ ra, và nổ ra thì nó sẽ rung rinh cái trái bi 2. Hoặc mọi người thấy đánh mà tới mức mà mình thấy cái trái bi 2 nó còn không có rung rinh luôn á, nhưng mà mình nhìn kỹ là nó phải chạm vào trái bi 2 và nó đổi hướng và nó quay ngược trở lại, thì nó đó mới là một cú mà ghi điểm được. Thì cái kem nổ này là có một ông anh ở dưới An Giang lên gặp Trung thì cũng có nói là ở dưới đó có một cao thủ là người ta đánh loại kem gì mà ba bi nó đứng yên một chỗ mà nó không dịch chuyển. Thì Trung mới demo thử cho anh, thì đúng ở đây là cao thủ nó đánh với loại kem nổ. Nhưng mà thực ra kem nổ thì nó cũng có những cái lợi điểm và nó khuyết điểm. Lợi điểm đầu tiên của nó là mọi người thấy là mình thấy là ghi rất là được nhiều điểm ở trên cái phạm vi ngắn, nhưng mà không phải vô tình mà các cao thủ, những cái cơ thủ hàng đầu người ta lại không có xài loại kem nổ này. Vậy nó có một vài lý do, theo Trung một vài lý do như vậy. Cái kem nổ này thì cái đầu tiên là rất là kén bàn, phải trên tùy cái bàn thì mình mới đánh được, với lại nó kén bi. Cái điều thứ hai là nó, nếu mà mình đánh bi cũ nó rất dễ bị côn. Thứ ba là nếu mà mình đánh không có chuẩn á, sẽ có tới một lúc là nó dễ bị tan bi đó, bởi vì bi mình nó xu hướng nó đẩy cái bi hai đi ra xa dần. Và cái thứ tư mà nó rất là quan trọng, nói chung nghĩ là cái kem nổ này nó đôi khi nó không rõ ràng. Nếu mà mình nhìn gần á, mình nhìn rất là kỹ, hoặc là những trọng tài chuyên nghiệp thì người ta bắt thì người ta mới phân biệt được là cái cú nổ đó nó ra nó chạm bi hai hay chưa. Còn đối với khán giả hay là đối thủ thì nếu mà mình ngồi ghế hoặc mình ngồi xa thì rất là khó phân biệt là cú đánh nổ ra nó trúng hay chưa. Thì mọi người coi khi mà Trung quay gần thì mọi người thấy là bi nó rung rinh thì nó ghi điểm, nhưng mà Trung quay ở một cái góc độ khác thì mọi người thấy cảm giác như là chưa trúng bi nữa. Thì cái kỹ thuật kem nổ này cũng đó có những cái lợi điểm và nó khuyết điểm như vậy. Thì mọi người Trung thấy là mình tập kem nổ luyện lực tay thì rất là ok, còn để mà áp dụng trong thực chiến thì tùy anh em mình, tùy là mình thích xài hay không xài thì đó là tùy mỗi người, nhưng mà Trung thì phân tích như vậy thôi. Mọi người thấy clip hay thì vui lòng like rồi chia sẻ rồi đặt lại bình nhiều bình luận cho Trung bên dưới để mà cái video tới với nhiều bạn đam mê hơn nữa. Chào mọi người.